Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh giải trí Bobo TV Online. Hôm nay cô bé Masa của chúng ta dự định là sẽ thực hiện một chuyến đi biển. Các bạn hãy đồng hành cùng với cô bé Masa để cô bé có một chuyến đi thật là vui và ý nghĩa nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng cô bé Masa thực hiện một chuyến đi biển thật là vui nhé các bạn. Đầu tiên thì cô bé Masa của chúng ta dự định là sẽ chọn ra những bộ váy áo thật là thích hợp cho một chuyến đi biển nhé các bạn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng lựa chọn trang phục cho cô bé Masa nhé. Đẹp của các bạn ơi, theo đi biển thì chúng ta nên chọn một cái khăn tròn màu xanh cho nó phù hợp với khung cảnh nhé các bạn. Tiếp theo, mắt kính thôi nào, mắt kính mát, nên lựa chọn một cặp mắt kính mát này nhé các bạn. Dây chuyền nào, wow, dây chuyền này, dây chuyền sao biển cũng có ý nghĩa đấy. Các bạn ơi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc túi xách nào, cho phù hợp với khung cảnh này nhỉ. Các bạn ơi, theo mình túi xách này cũng khá là đẹp, được không các bạn? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái bộ váy áo cho cô bé Masa nhé. Bộ này cũng khá là dễ thương, để xem trong tủ đồ của Masa còn những bộ trang phục nào nữa đây. Cái này cũng khá là bụi bặm nha các bạn. Mình thích bộ này đây. Tiếp theo coi, để xem những bộ trang phục tiếp theo nữa xem thế nào. Này cũng khá là đẹp, nhưng mà theo mình đi biển thì mình nên lựa chọn một trang phục nào đó thật là gọn và đẹp hết các bạn nhé các bạn. Bộ này nhé các bạn, vừa thời trang vừa gọn gàng và đẹp nữa. Đi biển, giày thể thao, đôi giày này thì phù hợp với bộ trang phục, nhưng mà để xem đi giày thể thao, đi biển như giày thể thao cũng khá là phù hợp. Vậy nhé các bạn, chúng ta quyết định là chọn bộ trang phục này nhé các bạn. Các bạn ơi, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng cô bé Masa đi biển nào. Tiếp theo, cô bé Masa của chúng ta đang không biết là sẽ đi đến một cái bãi biển như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng chọn cho cô bé Masa một địa điểm mà có cảnh biển thật là đẹp nhé các bạn. Các bạn ơi, nên chọn một cái cảnh biển như thế nào đây các bạn? Nào, này các bạn. Nào, bây giờ đến cano nào. Wow, các bạn ơi, tiếp theo là dù nào.
Để xem, con cô bé mang sao với chọn những món ăn thật là tuyệt nào. Các bạn ơi, chúng ta đến địa điểm có khung cảnh có cảnh biển như thế này được chưa nào? Nào bây giờ là những cái chúng ta sẽ chọn món giúp cô bé massage nhé. Wow, món nào cũng rất là ngon và hấp dẫn. Wow, hơi chẳng món nào cũng rất là ngon, chẳng biết phải chọn món nào đây. Hình như là món này được món này được hơn nhé các bạn, với đầy đủ tất cả các món, món chính nè, rượu nè, trái cây tráng miệng nè, nước nước ép trái cây nữa này. Mình chọn món này nhé các bạn. Nào bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái bộ ghế bàn thật là phù hợp nào. Này được không các bạn? Ghế này nhé các bạn. Wow, hoàng hôn này. Wow, thật là quá đẹp phải không các bạn ơi? Nhìn ở đây đúng thật là rất là đẹp. Nhưng mà để xem nào, chúng ta sẽ dạo một vòng nữa xem, để xem gần đây có những cái cảnh nào lý tưởng hơn nữa không nhé các bạn. Wow, này nhảy ôm một chiếc cano thật là một chiếc tàu thật là lớn và đẹp. Ở đây thì có những cái một cái cánh buồm kìa, cái một cánh buồm thật là xinh xắn này các bạn. Wow, sẽ gọi một món ăn khác nào. Đổi món này nhé các bạn, lựa chọn một bộ ghế khác nào các bạn ơi. Này nhé các bạn, các bạn ơi, theo mình khung cảnh ở bãi biển ở đây cũng khá là tuyệt rồi phải không các bạn? Những món ăn và cách phục vụ ở đây cũng khá là tốt. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với bé Masa thực hiện một chuyến đi biển thật là vui và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của kênh Bobo TV Online nhé các bạn. Cảm ơn rất nhiều.